nó là cái trái bí đỏ của mình vậy đó, mà nó bự. Thì nó chỉ có trồng rất là nhiều nhiều trong cái mùa thu thôi, để dành cho cái lễ ma quỷ là lễ Halloween của Mỹ đó. Ai cũng thích tới đây hết đó, vô cái vườn này là cái mình tự lựa đó, người ta dẫn con người ta đi đó. Mình tới đây xong rồi mình tự lựa cái trái nào mình thích thì mình mua. Cái chỗ này đó là nó cũng ở xa xa thành phố. Thì hồi trước khi mà bị Covid á thì nó rất là đông, đông dễ sợ luôn á. Tại vì tới đây con nít người ta đó chơi được mấy cái trò chơi khác nữa. Nhưng mà bây giờ mùa này đó thành ra nên không có được chơi nhiều, thành ra các hơi các bạn thấy đó chỉ có cái cảnh nhiều thôi. Với lại Linh đã đi ngày hôm nay là ngày thường, không có phải là ngày weekend, thành ra các bạn sẽ không thấy nhiều. Người ta bán cái vé đó là khoảng chừng 10 đồng thì dẫn nít tới vô đây nó chơi cả ngày luôn, phía trong này luôn. Đó, có nhiều người tới đây để chụp hình. Cái phong tục này hay lắm, nhiều lắm. Bí đỏ ngày thường ở đây Mỹ ít có ăn bí đỏ lắm, nhưng mà chỉ có cái mùa Halloween này thôi, là ngày 31 tháng 10 là ngày mai đó, là sẽ có rất là nhiều người họ đi xin kẹo đó cho mấy đứa con nít đó, hay là người lớn đó, cái trang hoàng ra xong rồi đi xin kẹo. Thì đó các bạn thấy không, cái trái là 2 đồng, 4 đồng, 6 đồng, 8 đồng, 10 đồng đó. Đó, người ta mua về xong cái người ta khoét mắt, khoét cái mũi nó, cái bỏ cái đèn ở phía trong. Năm nay nhà mình không có làm, mình chỉ tới đây để mình quay cho các bạn coi thôi. Mà hầu như nhiều nhà năm nay họ không có làm lắm, tại vì nếu mà họ làm á thì là con nít nó sẽ đến nó xin kẹo, thì nó không có tốt cho cái bệnh Covid á, người ta đang ngăn cấm đó, người ta cũng kêu là mình đừng có nên làm đó. Đó, cái này là trái nhỏ nè, một trái là đồng 39 cent đó, nhiều trái nhìn lạ quá ha. Ở đây hay lắm, cái gì cũng đúng theo mùa thôi à, mùa là người ta ủng hộ dữ lắm, mặc dù là nhiều khi người ta mua về người ta không làm gì hết, nhưng mà người ta cũng tới đây để coi cho nó vui vậy đó, hay là mùa này mùa kia chụp hình cũng vui lắm. Tên là cái gì nữa mà nó lạ lắm. Trời ơi, mấy cái mùa trước đó, mấy năm trước đó, đông lắm, không có giống vậy đâu. Người ta có những cái gian hàng giống ta bán bắp corn, nó giống như là trái bắp mình được cái ta làm ngọt lên đó để người ta bán, rồi ta bán đồ ăn nữa. Nhưng mà cái đó hồi trước ngày nào cũng làm hết, trong cái mùa đó là từ đầu tháng 10 cho tới cuối tháng 10 là lúc nào nó cũng có hết. Bây giờ không ai mua hết nên chỉ mở weekend thôi. Đó, xa xa các bạn thấy đẹp không, nguyên một cái vườn bự ghê sợ không. Hồi nãy đầu tiên các bạn thấy ở trên trời Linh đã quay bằng cái drone đó, cho các bạn coi đó là nguyên một cái vườn ở dưới đó. Mình đi hai lần, bây giờ lần này mình đi là lần sớm của tháng 10 nên các bạn thấy được cái trái trái bí đó. Đó, tươi không, đẹp ghê chưa. Mình tới đây là mình lựa trái nào mình thích thì mình mua xong mình bưng ra đó mình trả tiền cũng được, còn nếu mình không thích mua ở đây thì mình mua ngay cái chỗ mà nãy người ta để cái gian hàng đó đó thì mình trả tiền. Trồng dễ sợ mình không biết bên Việt Nam mình ta có trồng cái trái bự giống. Giờ các bạn
coi với Linda ha, coi cái vườn, coi cái trái như thế nào ha. Tội mấy người về người làm farm lắm, mấy người mà trồng đó đâu có nhiều người mua đâu, biết lỗ luôn á. Các bạn thấy vỏ trắng trắng không, là ở trên ta rải thuốc xuống đó cho mấy cái trái nó đừng bị sâu đó, làm lại vậy đó. Nhưng mà trái bí bự này người ta không có ăn đâu, người ta chỉ trồng để bán, để mà làm mấy cái hình để ngoài trước cửa thôi, chứ không có ăn nên người ta mới đãi thuốc nhiều vậy á. Người đang đi lúc trưa khoảng chừng 2 giờ, thành nó còn nắng. Đẹp chưa, thấy mê không, sao mà họ trồng hay quá ha. Đó, giờ mua xong thì sắp hàng đứng trả tiền. Mỗi người phải đứng nhau khá xa 6 feet đó. Bây giờ cái chỗ này là một cái farm khác, mình đi mình tới có một cái farm chỗ khác thì cái chỗ này nó có làm đó, các bạn thấy bắn không? Đó, bắn không? Thầy coi bắn nè. Coi bắn nè. Đó. Cái bắn này là dùng cái trái cái pumpkin nhỏ bỏ lên bắn đó các bạn. Ở đằng xa các bạn thấy không, đằng đó cũng là chỗ bắn súng, là bắn súng gần. Vậy cái trái pumpkin này người ta chế ra được nhiều lắm, làm được đủ thứ hết trơn á. Rồi bây giờ là 29 tây tháng 10 rồi, là mùa thu tới rồi đó, thành ra cái trái pumpkin nó còn đấy, nhưng mà cái lá nó hết trơn rồi. Thì mình lại làm một lần nữa cái vườn khác để mà mình quay cho các bạn coi khi mà nó hết thì cái vườn nó như thế nào. Có gì coi xong rồi subscribe cho Linda nha, rồi cho mình biết ý kiến nha. Ok, thank you. You have a good day, ok? Bye. Oh, happy Halloween too. Ok.